Xin chào các bạn. Như các bạn tin trước, chúng tôi đã đưa tin thì giá vàng hiện giờ đang bắt đầu trong một chu kỳ tăng giá. Thì dự báo giá vàng cho những tuần đầu tiên của tháng Giêng năm 2016 là vàng sẽ có xu hướng tăng. Thì như bản tin số 3 tôi đã đưa thì chúng ta thấy rằng là giá nó đã phá được cái ngưỡng là 1.83, hiện giờ dòng giá hiện giờ đang là 1.90. Như vậy thì theo cái sự tăng trưởng và cái sự phát triển mô hình như mô hình hai đáy thì chúng ta thấy rằng là mô hình này đã được thực thi. Giá giờ đang phá được cái ngưỡng cao nhất của mô hình hai đáy. Như vậy thì đây là khởi điểm cho một giai đoạn tăng giá khá là tốt. Đó là về phương diện phân tích kỹ thuật. Về phương diện phân tích cơ bản thì chúng ta thấy hiện nay như ngày 6 ngày 5 và ngày 6 ngày ngày 5 tháng tháng Giêng năm 2016 thì thông tin kinh tế của Trung Quốc, thị trường chứng khoán đã có một cái cuộc lao dốc rất là mạnh mẽ, thì làm cho thị trường phải tê liệt trong vòng 7 phút. Như vậy thì cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế của toàn cầu. Đó cũng là một dấu hiệu ảnh ủng hộ cho cái kênh đầu tư vàng. Nhà đầu tư sẽ tìm cái nơi trú ẩn an toàn hơn. Và đặc biệt là ngày 6 tháng 1 năm 2016 thì cũng là một thông tin quan trọng, đó là Triều Tiên đã thử thành công bom nhiệt hạch, làm cho tình hình của thế giới căng thẳng thêm. Ngoài ra còn có những thông tin về chiến sự. Đây là những cái thông tin chính trị rất là quan trọng và có tác động đến tâm lý của nhà đầu tư. Như vậy thì về khía cạnh về thông tin cơ bản và thông tin phân tích kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng là vàng sẽ bắt đầu trong một giai đoạn tăng tăng trưởng rất là tốt. Để các bạn có thể cập nhật được các cái thông tin thường xuyên của chúng tôi, ngoài ra chúng tôi còn có một website là dự báo giá vàng.net. Các bạn vào trong website này, các bạn sẽ được truy cập đến như là bảng giá vàng hôm nay, giá vàng vật chất ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy ta lấy chuột vào bảng giá vàng hôm nay thì chúng ta sẽ thấy được rằng là giá vàng trên thị trường trong ngày đã có sự tăng trưởng hoặc là sự giảm giá như thế nào. Ở đây bảng giá này được cập nhật một cách thường xuyên và liên tục. Ngoài ra thì các bạn có thể thực hiện cái việc đăng ký sử dụng cái ứng dụng nhận các chiến lược tin nhắn về chiến lược đầu tư vàng. Thì bạn click chuột vào đây, bạn sẽ vào được một trang. Trong trang này thì có giới thiệu cho cách các bạn sẽ download được ứng dụng dự báo giá vàng. Ứng dụng này được chạy trên hệ điều hành iOS và hệ điều hành Android. Với hai cái nền tảng hệ điều hành này thì các bạn có thể cài đến trên các thiết bị như là iPhone hoặc là iOS. Còn đối với hệ điều hành Android thì điện thoại Android hoặc là máy tính bảng tablet xài hệ điều hành Android. Đây là những cái tiện ích mà giúp cho nhà đầu tư nắm bắt được nhanh nhất về cái chiến lược đầu tư vàng trên thị trường thế giới cũng như là thị trường vàng vật chất trong nước. Quay trở lại với phân tích kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng là trên biểu đồ D1, biểu đồ ngày thì bây giờ vàng đang có giai đoạn tăng. Dựa theo cái công cụ Fibonacci thì chúng ta thấy rằng là cái vùng giá mà vàng khả năng tiếp cận gần nhất nó là 1100 và xa hơn là 1118. Như vậy thì với những cái tín hiệu và cái sự tăng trưởng như thế này, vàng trong giai đoạn tới sẽ có những cái bước tăng trưởng ngoạn mục. Như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc kinh doanh mua vàng vật chất khi nào. Thì đến thời điểm ngày hôm nay thì như chúng tôi đã dự báo ở bản tin số 3 là ứng với cái giá thị trường thế giới ở 1.83 thì các bạn có thể thực hiện cái việc mua vào vàng vật chất vàng miếng trong nước. Và với những cái tư vấn như vậy thì hy vọng các bạn có thể thực hiện việc kinh doanh vàng vật chất trong nước cũng như là vàng quốc tế một cách hiệu quả. Và cũng đừng quên thực hiện cái việc subscribe kênh chúng tôi để nhận được các bản tin nhanh nhất, đồng thời download ứng dụng dự báo giá vàng để cài vào điện thoại hoặc máy tính bảng tablet của bạn để nhận được các tin tức ví dụ như là giá vàng, tỷ giá, thông tin về thị trường vàng vân vân và nhiều cái chiến lược khác hỗ trợ cho các bạn kinh doanh vàng hiệu quả hơn. Và đây là bản tin rút gọn, hy vọng sẽ đóng góp một phần sự hỗ trợ cho các bạn kinh doanh hiệu quả. Xin chào các bạn.